Trời ơi, người Nhật. Quả thế là quá gì, bàn tay là rất to. Bắn rất điên với hai nháy. Cái gì? Tco và cái gì? Hồi xưa thì chúng ta có rất nhiều người đấy, và quyết định xem ra thi đấu chém dao, chém dao. Hồi xưa thì sẽ gồm là chém dao chọn sai. Đúng rồi, bây giờ là chém dao xem thằng nào thắng. Quá tự tin đẩy quả quả đến chúng tôi cũng người tiếp theo, tôi có thể bắn không thắng bạn nhưng tôi chém dao tôi phải thắng bạn, đúng không? Phòng này chơi dao đúng không? Đúng rồi. Phòng này chơi dao. Rõ ràng như vậy là toàn những hàng lạnh thôi. Tỷ số tận thời đang là 2-1. Nhà với chúng tôi này. Ôi rồi, xong rồi. Và bây giờ hiện tại đang là 4 vs 2, rõ ràng như vậy rồi. Đổi ca vâng. Ba thầy người. Vâng. Tôi chém tốt thì bây giờ là Lemmy Cook với bướm Butterfly này. Ôi tôi ăn quá, đúng như là tôi ăn quá. Trận đấu này và tỷ số là 13-2. Quá đơn giản, quá hấp dẫn.